Tôi xin chào anh em ha. Thì video này tiếp theo là mình sẽ làm một cái video, nói chung là cũng không phải Sonic mà cũng không phải là giải siêu cấp luôn nha anh em. Thì đây là một cái video để show về cái nick giải đấu mà được Ganymobi nó phát nha các bạn. Thì hiện tại là đang có sự kiện đó, chứ là giải đấu ngôi sao mùa 2 thì anh em cũng biết rồi. Cái này thì nó quảng bá ở trên group và cả ở trên fanpage rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại thì nói chung là nó đã đóng lại cái bước đăng ký rồi, và nó đã tới cái bước là trao gọi là gửi những cái nick cho anh em luyện tập để những ngày sắp tới sẽ có cuộc đấu 22 nha các bạn. Thì nói chung là nó cũng giống như mùa trước thôi, phần thưởng mọi thứ thì anh em cũng có thể xem, nhưng mà hôm nay thì Cú làm cái video này chủ yếu là show cho anh em tham khảo thôi. Còn những bạn nào mà đã có tham gia và là đối thủ của mình trong cái trận đua này thì chắc hẳn là các bạn cũng biết rồi ha. Thì cái sự kiện mà đấu giải ngôi sao này á, đấu trường già này á, thì nó sẽ gọi là hình như là có đâu đó nhiều lắm, mấy chục cặp lận. Nhưng mà khi mà được càng vào trong á thì nó mới like trực tiếp, thì chắc là Cú nghĩ vẫn là Mạnh Lê thôi ha các bạn. Tại vì chỉ có mỗi mình Mạnh Lê là like, hoặc là những cái kênh khác thôi. Còn riêng về Cú thì nói chung là cũng được ưu ái, nhưng mà do là thứ nhất là mình không đủ điều kiện để mình có thể ngồi ấy. Nhưng mà lên đó chắc mình tưởng tượng mà nếu như mà mình đủ điều kiện để mình ngồi mà bình luận, chắc mình loạn lên hết người ta khỏi đấu luôn đó mọi người. Thì ok, hôm nay thì Cú sẽ show cho các bạn xem về cái nick giải đấu là nó sẽ có những gì nha anh em. Thì là một con nick level 50 và là VIP 0, và không có xu, không có gì hết, chỉ có đúng 8.000 vàng thôi. Thì ở đây nó sẽ cho anh em một số loại vũ khí như là super lưu gạch vĩnh viễn nè, super rồng nước vĩnh viễn, super lựu đạn, super xe hơi, super sấm sét, khiên baro và super ca âm nhạc nha các bạn, chứ không phải cara, và super pháo, rồi super tủ thuốc, super phi tiêu, super vỏ trái cây và cả thiên sứ. Thì ở đây là anh em có thể chọn bất kỳ một cái vũ khí nào mà anh em đấu theo như Cú nhận biết thì đó. Thì đây cũng là lần đầu tiên, thật sự thì những lần trước cũng có nhiều anh em lọt vào top trong và nhờ mình đấu thế nha các bạn, thế thân ấy. Nhưng mà cảm giác thì Cú chỉ bắn được khoảng 70-60% về siêu cao thôi, cho nên là mình cũng không dám nhận lời và mình cũng không có tự tin về cái phần mà sẽ được lọt vào trong nha các bạn. Còn kỳ này thì nói chung là cũng có một lão anh đăng ký, thì ok, cũng rảnh thì thử mình tham gia xem là cái mình có may mắn để được qua vòng gửi xe hay không. Thành ra là mình mới quyết định đăng ký cùng với một lão anh, thì không phải là lão Thuận. Lão Thuận dạo này thì rất là bận rồi các bạn, cho nên là ảnh không có gọi là tham gia với Cú được. Thì cũng là một anh khác, thì cái trình bắn của anh ấy thì nói chung là chắc cũng tốt hơn Cú. Còn mình thì chỉ sương sương tham gia chủ yếu giải trí thôi. Hôm nay thì show cho anh em xem. Thì thường thường ở trong giải đấu này á thì anh em sẽ chơi lưu gạch là nhiều, bởi vì lưu gạch nó vừa có gọi là tấn công và có phòng thủ. Nhưng mà để Cú nghiên cứu xem là những cái gọi là trong thi đấu này là cảnh cứng hay là cảnh đam, cảnh cứng hay là cảnh đào ha các bạn. Nhưng mà lưu gạch thì Cú thấy vẫn gọi là tuyệt vời nhất, chứ còn mang lựu đạn vào thì cái lượng sát thương của chúng ta sợ là kém cạnh hơn so với lưu gạch nha các bạn. Thì ở trong đây không phải một mình bạn với trình bắn tốt của các bạn có thể làm nên được tất cả, nhưng mà trong đây là phải cần gọi là xây dựng đồng đội, tức là cả hai cùng bắn tốt và có những cái chiến thuật thật là tốt. Đến thời điểm hiện tại thì Cú cũng chưa biết được là cái chiến thuật ở trong đây làm như thế nào để nó giúp chúng ta tăng cái tỷ lệ gọi là win cao hơn, như có thể là 2-1 hay là như thế nào đó, thì để mình tìm hiểu trong thời gian này nha các bạn. Thì ở đây là mình Cú show cho anh em xem thôi, chứ còn về đi đấu thì tới đó khi nào mà thí dụ may mắn được lọt vào vòng trong thì Cú sẽ quay video và gái cho anh em. Còn bình thường thì thôi, tốt nhất là im lặng luôn, tại vì thấy cũng khá là đẹp cho nên là show cho mọi người tham khảo thôi. Về phần set đồ thì nó có cả set là bá tước Dracula nè, rồi kim ngưu, rồi cả cái cánh nữa, đây Cú mang vào cho các bạn xem ha. Và hai cái set Dracula nha các bạn, tức là một cái set Halloween nam và một cái set Halloween nữ, và một cái set kim ngưu và một cái set đó chính là song tử nha anh em. Wow, đúng là song tử, bây giờ Cú mới thấy là nó đẹp hơn cái set con bò vàng anh em ơi. Hai set đều ngút ngàn hết. Hồi ở thời điểm đầu thì Cú có nhận xét là cái set bò vàng là nó 10 điểm, còn set kim ngưu là 8 điểm. Nhưng mà bây giờ chính thức là mình được trang bị lên trên người thì mình mới thấy là cái set kim ngưu này nó quả thật là rất là chất nha mọi người. Cho nên là cũng không có phủ nhận được nha anh em. Đó, ok, bây giờ thì mình sẽ gọi là tháo ra hết đi, như thế này đi. Rồi, ở đây thì nó sẽ cho các bạn là về vũ khí thì như vậy, thời trang thì chỉ có set và cái cánh thôi.
Và ngoài ra thì nó cho các bạn 99 cái để đổi tên, để có thể là nó sẽ dùng được nhiều hơn. Thì cái này nó sẽ kêu các bạn là điền tên nhân vật và kèm với đó là cái tên đội mình. Nhưng mà hiện tại hồi lúc đó Cú đăng ký cái nick nào Cú cũng chả nhớ luôn rồi anh em. Cho nên là thôi đấu vui, thí dụ khi nào mà được giải thưởng thì sẽ tính sau. Còn bây giờ là chưa chắc qua được vòng gửi xe nữa. Tại vì những bạn ghi danh ở trong đây thì Cú thấy đa số là những bạn bắn rất là rồ. Và thậm chí có những bạn cũ thì các bạn biết trình độ của họ đo về gốc thấp và cả gốc cao đều rất là tốt. Cho nên đây cũng là một cái gọi là phiêu lưu ký thôi. Được may mắn thì được vào sâu, còn không may mắn thì coi như là làm bàn đạp cho người khác đạp nhảy qua. Thế các bạn. Rồi ok, ở đây thì Cú sẽ đặt tên là MR Cú đi. Tại vì tên này thì sẽ để cho mọi người biết mình dễ dàng hơn. MR Cú, rồi xong đó là MR Cú Thánh Gái. Tức là mình đặt tên của nhóm mình là Thánh Gái nha mọi người. Đây các bạn. Ôi trời ơi, cứ ấn lộn hoài thế nhỉ. Ui. Rồi ok. Không biết là có hợp lệ hay không nữa đây. Ủa? Ủa sao lại là ký tự không hợp lệ anh em? Đợi ca anh em đợi Cú một tí xíu, Cú ra ngoài kia để copy nha. Ok. Ok nha anh em, thì bây giờ là Cú vừa mới ra Facebook để tạo một cái tên rồi, nhưng mà hình như là không có đủ đây nè mọi người. Chu choa mà ơi. Chán thế. Bây giờ thì anh em đợi mình một tí xíu, đi thi đấu thí dụ mà không được giải thì cũng phải được cái gọi là cái tên đẹp nhất chứ. Đấy, bỏ hết những cái ký tự luôn anh em để xem là đủ hay không nha. Hình như là đủ, à không đủ, vẫn không đủ nha anh em. Rồi bỏ luôn, rồi chắc đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Vẫn không hợp lệ các bạn. Vải che đậu. Vậy ngay chỗ này là cái gì? Rõ ràng con gà nó chỉ cú là cái ship gạch mà mọi người. Rồi chả hiểu luôn. Ủa? Rồi cái tên tôi đâu? Chán thế. Mất thời gian của anh em phết luôn ấy thật sự nha. Cũng không được luôn rồi anh em ơi. Mà nó trừ mình các bạn. Bà ngựa thiệt chứ cay ghê luôn ấy. Tiếp tục là ở đây thì những cái tính năng đều là chưa mở hết nha mọi người. Ở đây thì nó chỉ xếp gọi là đồng đều như vậy thôi. Chỉ số thì là có sẵn, tức là tấn công và phòng thủ thì sẽ rơi vào khoảng 5-6k. Nói chung là cái đổi kênh thì sẽ làm mất thời gian. Nói chung là không có một cái gì cả các bạn ơi. Nó chỉ có đồ như cú xô đấy. À bét 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 bét. Đúng rồi. Ngọc thì không biết là nó cho chúng ta sử dụng mấy viên nữa. Cú chưa có đọc thể lệ nữa nha mọi người. Đây ngọc là một bộ ngọc tím. Tùy vào anh em đều là level 1 cả. Về phần bét thì hiện tại là nó cũng cho anh em là sử dụng có thể là bét rồng nè, bét rắn nè, bét phượng hoàng nè, bét cỏ ma nè, rồi bét đấu sĩ hồng, bét gà, nói chung là đầy đủ nha, bét thu. Nhưng mà Cú thấy anh em là sử dụng rồng là nhiều nhất, tại vì rồng tăng tấn công. Còn riêng về các bạn như thế nào thì mình không biết. Ở đây thì thử sử dụng kara, thử sử dụng bét super lưu gạch và kèm với đó là bét gì ta, bét rồng đâu. Đây anh em, là tấn công phòng thủ đồ cũng dữ dằn lắm nha các bạn. Đây các bạn, một dàn bét gọi là một dàn bét ngon lành luôn. Đều đã level 70 và không có đột phá gì hết nha anh em. Đó các bạn, thì đó là những cái gì là nick thi đấu mà Cú muốn show cho anh em. Thì trong thời gian đổi tên là hơi bị ảo ma nha. Nó không cho mình đổi là mình mất thời gian phết đấy mọi người. Rồi ok, thì cái nick thi đấu nó chỉ có vậy thôi. Thì video này Cú chỉ show cho anh em tham khảo ha. Thì cảm ơn mọi người cũng đã gọi là rảnh rỗi ngồi để xem. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà Cú vào cái nick thi đấu nói thật. Và cũng là lần đầu tiên mà Cú ghi danh vào thi đấu.
thì cũng không biết là trụ hay là trôi được tới chỗ nào, thì tới lúc thi đấu thì lúc đó hay nha mọi người. Thì cũng cảm ơn anh em, thì nếu như các bạn cần nạp mốc ngày hôm nay, cần giao dịch trung gian, cần tìm nick, cần thanh lý nick thì các bạn liên hệ với mình sang Zalo nhé. Bye bye và chúc tất cả các bạn đối thủ còn lại đều sẽ may mắn trong cái thi đấu tiếp theo, và chúc anh em là sẽ chơi game luôn vui vẻ nha mọi người. Bye bye.